Ảnh cũ cực nét của Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà được hé lộ, cả thanh xuân ùa về. Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà vẫn luôn là một ký ức đẹp trong thanh xuân của nhiều người hâm mộ. Mới đây, trên trang cá nhân của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng bất ngờ đăng tải những bức ảnh của Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà được chụp cách đây 8 năm, nhân dịp cả hai ra Hà Nội. Chia sẻ này lập tức thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cư dân mạng. Bởi lẽ họ từng là một cặp đôi màn ảnh, nhận nhiều tình cảm cũng như sự ủng hộ từ fan Việt qua các bộ phim Đẹp Từ cm và Bỗng Dưng Muốn Khóc. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã viết, nhiếp ảnh vừa lục lọi máy tính và tìm thấy bộ ảnh cũ đẹp muốn té xỉu của Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà. Đây là bộ ảnh chụp vào tháng 10 năm 2010, nhân dịp cả hai ra dự liên hoan phim quốc tế Hà Nội. Dù thì ở hiện tại, Tăng Thanh Hà đã theo chồng bỏ cuộc chơi, những hình ảnh một thời của cặp đôi vẫn là ký ức đẹp trong thanh xuân của nhiều người. Nụ cười của Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà từng mê đắm các fan một thời. Không chỉ vậy, trên trang Instagram cá nhân, Tăng Thanh Hà cũng chia sẻ hình ảnh cả hai và gọi đây là thanh xuân của mình. Tăng Thanh Hà sau khi lấy chồng, cô rút khỏi làng giải trí Việt để tập trung vào công việc kinh doanh và vun vén cho gia đình. Bỗng Dưng Muốn Khóc phát sóng năm 2008 đã trở thành một phần thanh xuân của nhiều khán giả và cũng là thanh xuân của hai diễn viên. Giờ đây mỗi người một hướng đi riêng nhưng các fan hâm mộ đều mong muốn rằng có một ngày người có thêm dự án phim mới. Về phía Lương Mạnh Hải, hiện tại từng xuất tham gia các bộ phim của anh ít hơn trước, nhưng nếu nhận được vai diễn phù hợp, anh sẽ sẵn sàng đảm nhiệm. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn có một công ty riêng và từng đảm nhận vai trò nhà sản xuất phim. Tâm sự về các bức ảnh, Lương Mạnh Hải trải lòng, thời thanh xuân, người bạn rất thân, nhiếp ảnh Tạ Anh, Tùng vừa lục lọi máy tính và tìm thấy bộ ảnh cũ của Hải và Hà. Đây là bộ ảnh chụp vào tháng 10 năm 2010, nhân dịp cả hai ra dự liên hoan phim quốc tế Hà Nội. Anh còn dí dỏm người chụp ảnh, cứ bắt cả hai phải cười nhiều. Hiện tại dù không có dự án nào cộng tác cùng nhau, nhưng Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà vẫn là những người bạn thân, tri kỷ của nhau trong cuộc sống. Vừa ly hôn thành công trên phim, Hân Kiệt đưa nhau lên Đà Lạt tình bể tình. Hai nhân vật chính liên tiếp phản bác chuyện phim giả tình thật trong những khung ảnh này lại chứng minh điều ngược lại. Bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ đã chiếu đến tập 75. Nội dung gần đây chủ yếu xoay quanh chuyện ly hôn của Hân, Thúy Ngân và Kiệt Trung Dũng. Mặc cho bố mẹ Hân ra sức khuyên ngăn, nhưng cả hai vẫn đi đến quyết định ra tòa ly hôn. Thái độ trơ trẽn vô lý của Hân ở những tập khiến nhiều khán giả khó chịu. Bị chồng phát hiện ngoại tình nhưng cô vẫn thản nhiên và xem như mình không hề có lỗi. Chẳng những thế, cô xem việc ly hôn là cách tháo gông và nằng nặc đòi kết hôn với nhân tình. Trái ngược với tình tiết trong phim, Trung Dũng và Thúy Ngân ngoài đời rất thân thiết. Cả hai tái hiện hình ảnh lãng mạn tình tứ của vợ chồng Hân Kiệt lúc còn mặn nồng. Theo Trung Dũng và Thúy Ngân, những hình ảnh này đã được chụp từ khá lâu sau khi bộ phim được trình chiếu vào những ngày đầu tiên, nhưng đến bây giờ cả hai mới dám công bố vì sợ dính vào nghi án phim giả tình thật. Trung Dũng còn nhận xét nếu như nhân vật Hân trong phim là một cô gái phụ thuộc ích kỷ, thì Thúy Ngân ở ngoài lại khác xa hoàn toàn. Nữ diễn viên là một người tự lập, yêu gia đình và luôn nghĩ cho người khác, thỉnh thoảng vẫn còn chút tính cách nhõng nhẽo trẻ con. Về phía Thúy Ngân cho biết, trước khi hợp tác cùng Trung Dũng, cô từng nghĩ anh là một nghệ sĩ khó tính. Nhưng khi cùng nhau làm việc một khoảng thời gian, cô mới hiểu anh là con người tình cảm, luôn nghĩ cho người khác. Trong suốt thời gian đóng phim, anh Dũng đã cho Ngân nhiều lời khuyên trong diễn xuất để giúp Ngân ngày càng hoàn thiện hơn vai diễn của mình. Nếu được, Ngân muốn vào vai cặp đôi với anh Dũng ở nhiều phim sau nữa, Thúy Ngân tâm sự. Cả hai không ngại ngùng thể hiện những cử chỉ tình cảm để mang đến cảm giác ngọt ngào như một cặp vợ chồng hạnh phúc, một điều mà trước nay những khán giả theo dõi bộ phim chưa bao giờ chứng kiến. Chắc chỉ có Đàm Vĩnh Hân dám làm điều này mà không sợ Hồ Ngọc Hà nổi giận. Tiết lộ chuyện đời tư của Hồ Ngọc Hà trên mạng xã hội, chắc chỉ có duy nhất Đàm Vĩnh Hân mới dám làm. Đàm Vĩnh Hân, Hồ Ngọc Hà đều là các ngôi sao hạng A của làng giải trí trong nước. Tuy nhiên, xét về tuổi đời và tuổi nghề, ông Hoàng Nhạc Việt là người hoạt động trước và dày dặn kinh nghiệm hơn nữ hoàng giải trí. Do điều có vị trí nhất định trong lòng công chúng, vì thế Đàm Vĩnh Hân, Hồ Ngọc Hà không có sự cạnh tranh, thậm chí còn chơi khá thân thiết với nhau. Đặc biệt trong showbiz Việt, chỉ Đàm Vĩnh Hân mới dám làm và làm được điều này với Hồ Ngọc Hà. Thẳng thắn nhắc nhở chuyện đi muộn, sẵn sàng công khai chuyện tình cảm của đàn em. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hồ Ngọc Hà chứng minh được mình là nghệ sĩ có cá tính riêng. Cụ thể, cô không ngại nghỉ chơi với một vài đồng nghiệp từng thân thiết khi các bên xảy ra xích mích hay đáp trả anti-fan nếu có những bình luận không đúng trên mạng xã hội. Nhưng riêng với Đàm Vĩnh Hân,
Hồ Ngọc Hà luôn dành một sự quý trọng nể nang nhất định. Cách đây không lâu, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ từng nhiều lần nhắc nhở chuyện Hồ Ngọc Hà đi muộn khi cả hai làm việc chung. Từ những góp ý thẳng thắn của đàn anh, Hồ Ngọc Hà không phủ nhận sai sót của bản thân, nhưng cũng cho biết nguyên nhân xuất phát từ gia đình con cái, chứ cô không phải là người thích như vậy. Sau lần trò chuyện thẳng thắn, nữ ca sĩ tìm lại giấc mơ luôn đề cao sự chuyên nghiệp và luôn có mặt đúng giờ khi tập luyện, diễn chung với Đàm Vĩnh Hưng. Do gắn bó lâu năm, Đàm Vĩnh Hưng cũng biết khá nhiều bí mật đời tư của nữ ca sĩ được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Có thời điểm, chuyện tình cảm của Hồ Ngọc Hà và đại gia Chu Đăng Khoa làm tâm điểm tranh cãi của dư luận. Để né tránh thị phi, bà mẹ một con không dám lên tiếng khẳng định hay phủ nhận bất cứ điều gì. Nhưng để bảo vệ đồng nghiệp trước làn sóng chỉ trích, Đàm Vĩnh Hưng công khai lên mạng xã hội và tiết lộ chuyện Hồ Ngọc Hà và Chu Đăng Khoa chia tay. Chưa dừng ở đó, chính Đàm Vĩnh Hưng cũng là người hiếm hoi chia sẻ với truyền thông nhiều sự thật về chuyện tình cảm của Hồ Ngọc Hà, Chu Đăng Khoa mà không sợ nữ ca sĩ giận hay phản đối. Lôi kéo được Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà đi diễn chụp hình chung. Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên từng là cặp chị em trên bên dưới thuyền của showbiz Việt. Ngoài những màn kết hợp ăn ý trên sân khấu, cả hai còn thân thiết ngoài đời thường và thường xuyên chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống công việc. Tuy nhiên, vì những tranh cãi cá nhân và không tìm được tiếng nói chung, mối quan hệ thân thiết giữa hai người đã rạn nứt từ vài năm trở lại đây. Trong một vài lần chạm mặt khi đi diễn, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên đi lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Điều gắn bó, quý mến cả Lệ Quyên lẫn Hồ Ngọc Hà, song Đàm Vĩnh Hưng không đứng ra phân xử giảng hòa mà tôn trọng suy nghĩ quan điểm của mọi cá nhân. Điều đặc biệt nhất mà ông Hoàng Nhạc Việt có thể làm được, đó là một vài lần lôi kéo cả Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà chụp hình chung khi vô tình gặp gỡ trong các sự kiện giải trí. Một vài show diễn được khách hàng yêu cầu của cả bộ ba, Đàm Vĩnh Hưng cũng thuyết phục được Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà góp mặt dù chỉ diễn solo chứ không có tiết mục kết hợp nào. Được cả Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà góp mặt trong một MV, doanh nhân Cường Đô La cùng Hồ Ngọc Hà từng kết hôn và có con chung. Sau nhiều năm gắn bó, cả hai xảy ra những bất đồng không thể cứu vãn và đã chia tay trong sự tiếc nuối của rất nhiều người. Từ khi đường ai nấy đi, Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ quan hệ tốt đẹp để cùng nuôi dạy bé Su Beo. Đầu năm 2017, Hồ Ngọc Hà, Cường Đô La đều bất ngờ góp mặt trong MV Vì Anh Là Soái Ca của Mr. Dam. Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ hạng A chịu diễn xuất trong một dự án nhạc của một nghệ sĩ và cũng là lần đầu tiên Cường Đô La thoải mái xuất hiện trong một music. Điều anh chưa từng làm kể cả thời đang yêu sâu đậm Hồ Ngọc Hà. Qua đó có thể đủ chứng minh sự ảnh hưởng đặc biệt của Đàm Vĩnh Hưng trong lòng Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La. Hoa hậu Thu Hoài kể về khoảnh khắc phát hiện ra con trai hot boy đồng tính. Thu Hoài bật khóc khi sinh con, không được như bao đứa trẻ khác, nhưng chấp nhận cho qua tất cả, cô dành cho con trai lớn những gì tốt đẹp nhất. Nhắc đến Thu Hoài, người ta thường nghĩ ngay đến một phụ nữ công thành danh toại. Nhưng mấy ai biết, Thu Hoài từng có một tuổi thơ dữ dội, liều lĩnh bởi những mất mát to lớn. Tuy nhiên mới đây khi nhắc đến câu chuyện về giới tính của con trai, Thu Hoài tự cảm nhận từ năm con lớp 4. Theo tìm hiểu, con trai cả của Thu Hoài tên là Nguyễn Phúc Tín, năm nay 23 tuổi và sở hữu dung mạo thư sinh, cuốn hút như trai Hàn. Người đẹp đồng cảm với những thân phận chuyển giới trong phim bởi chị có con trai thuộc giới tính thứ ba. Tuy nhiên, câu chuyện này khiến người hâm mộ càng thêm bất ngờ khi Thu Hoài không ngại chia sẻ chuyện giới tính của con trai là vì muốn cho con cuộc sống bình thường như bao người khác. Làm cha mẹ sinh con ra, sống như thế nào là quyền của con, người đẹp bộc bạch chia sẻ tại báo. Mình không thể ép con lấy vợ, sinh con đẻ cái rồi làm tròn bổn phận của một đứa con trai như quan niệm truyền thống được. Sinh con với tôi là cái nợ, mình mang nó tới cuộc đời thì phải trả hết nợ cho nó. Dù thế nào sinh con không được trọn vẹn như bao đứa trẻ khác, nhưng Thu Hoài vẫn vui vẻ tiếp tục nuôi con và cho con những gì tốt đẹp nhất. Là một người mẹ, tôi cảm giác được con mình không giống những đứa trẻ bình thường. Tôi phải luôn bảo vệ con, dù có như thế nào đi nữa. Chẳng hạn như cái cây, dù nó bị sâu bọ làm hư tán lá, mình vẫn phải chăm sóc cắt tỉa để nó sống lại. Đừng nghĩ con đồng tính là khuyết tật, khiếm khuyết hay gì cả. Tôi vô cùng ngưỡng mộ những bà mẹ có con đi phẫu thuật chuyển giới. Vì khi lên bàn mổ, chẳng ai biết trước chuyện nguy hiểm gì có thể xảy ra. Giống như con mình sống hay chết là nhờ vào bàn tay người khác. Thà tôi mở lòng vui vẻ với chuyện con đồng tính, còn hơn là khó chịu để con phải đi đến nước phẫu thuật chuyển giới cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng, khi theo như Thu Hoài chia sẻ, khi phát hiện con không bình thường, lúc con học lớp 4 đã biết xài son xí muội,
tôi biết chuyện con trai đồng tính từ năm học lớp 4. Lúc này tôi thấy con hay lén đánh son xí muội, tôi đã la rầy con nhiều lắm, nhưng con chỉ bảo là xu hướng trào lưu. Con thoa theo bạn bè, sau này tôi để ý thì thấy con có những sự khác biệt. Ý thích với đồ dùng của con, cách con chơi với bạn trai, bạn gái cũng không giống như mình nghĩ. Tôi không cấm cản, tôi để con làm theo ý mình, vì càng cố ngăn cấm, con càng tò mò và cố tìm hiểu nhiều hơn. Tuy nhiên trước đó Thu Hòa đã từng chia sẻ đến đúng lúc. Con 18 tuổi, tôi lôi con vào trong bar để con uống rượu say khướt, rồi hỏi rằng con thích hay con trai con gái. Lúc đó nó mới nói là con không biết nhưng con không thích con gái. Lúc đó tôi dạy con rằng mình phải có một cái tài nào đó, bởi không có sự ràng buộc nào về giới tính rồi thì mình phải có điểm gì đó đặc biệt để giữ chân người ta, Thu Hoài chia sẻ. Sau lộ ảnh đi spa với Đoan Nguyễn, Trấn Thành ghen tuông lồng lộ với Harry Won. Sở hữu gương mặt điển trai và khả năng nhảy múa ca hát thu hút, bốn thành viên nhóm DE liên tục được Harry Won để ý. Điều này khiến Trấn Thành nổi cơn thịnh nộ. Nam danh hài bắt thí sinh không được gọi Harry Won bằng chị mà phải gọi là gì. Mới đây tập 11 của chương trình truyền hình Giọng Ca Bí Ẩn vừa lên sóng với năm khách mời: Lâm Vĩ Dạ, Hứa Minh Đạt, Trương Thế Vinh, Á hậu Thùy Dung và Ái Phương. Trấn Thành, Harry Won vẫn đảm nhận vai trò MC cho chương trình. Tuy nhiên, sự xuất hiện cuối cùng và đầy bất ngờ của bốn chàng soái ca nhóm DE đã khiến gia đình Trấn Thành và Harry Won lục đục. Sở hữu gương mặt điển trai và khả năng nhảy múa ca hát thu hút, bốn thành viên nhóm DE liên tục được Harry Won để ý và đắm chìm trong từng lời hát. Trấn Thành, Harry Won và các chàng trai nhóm DE tưởng chừng Harry Won đã khỏi bệnh mê trai trong tập này, nhưng không ngờ đến cuối cùng căn bệnh ấy lại tái phát. Tiếp tục sử dụng bảo bối là cây búa của chương trình, lần này Harry Won được bốn chàng soái ca bảo vệ khỏi vòng vây của Trấn Thành, khiến anh chàng nổi cơn thịnh nộ. Lần đầu tiên trong lịch sử chương trình, Trấn Thành bắt thí sinh không được gọi Harry Won bằng chị mà phải gọi bằng gì. Bốn chàng trai không chỉ lấy được trái tim của Harry Won mà còn đúng tim hàng trăm chị em phụ nữ khán giả bên dưới.